Anh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi, bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh, là sếp phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Hai gì cảm ơn ông cho tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn, y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này, tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á, cái ghét thêm lần nữa. Anh ừ, em ừ cũng được, chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Là Toàn, đến từ Tiền Giang, năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên IT. Em tên là Lê Kim Ngân, hiện tại là em năm nay được 26 tuổi và em đang làm tại phòng kinh doanh cùng công ty với ảnh luôn. Mối tình của hai bạn bắt đầu như thế nào? Thì hai đứa em do là làm chung một công ty, trước khi mà quen để đến được với nhau thì hai đứa ghét nhau lắm, đã từng chửi và đánh nhau luôn. Làm cùng công ty mà em là làm bên bộ phận bán hàng thì ảnh lại là quản lý kho. Không biết sao ngay từ đầu gặp mình là ảnh đã ấn tượng không tốt về mình rồi. Ảnh không thích em, ảnh để đơn hàng em đưa trước, anh đưa giải quyết sau. Một lần em tới xuống xử lý luôn, em vứt tờ phiếu vô mặt ảnh thì ảnh cũng cương lại với em, em vứt luôn. Còn vứt cái gì vô mặt em? Dạ không, em đánh ảnh. Rồi nhưng mà ảnh có đánh ngược không? Dạ ảnh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi, bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh, là sếp phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Vợ em nhìn cũng xinh xắn như thế này, sao em không ưa vợ em? Lần đầu gặp cô nàng này thì quá đổi phong cách đi, tóc nhuộm, áo quần trang phục thì nó hơi thoáng, mà bạn này lại nói chuyện giống như là nửa ngang mà nửa sóc sóc cái mình càng ngày càng không ưa nổi. Là vì lý do nào mà sao hai bạn lại thích nhau, ai là người chuyển biến trước? Tại là cái đợt đó là do tự chạy xe mà em bị tai nạn, ba mẹ phải đưa đón. Thì ngày hôm đó là ba em không đến đón được, anh này tự nhiên xung phong chở em về. Lý do chở về thì lúc đó là nghĩ là sau thời gian thù hận hằng nhiều quá rồi, thì thôi cứ nghĩ là chở về dùm một bữa hai bữa vậy thôi. Hỏi cái cảm giác nè, cái lần đầu tiên mà em leo lên xe của anh này để chở về. Dạ. Em thấy sao? Cái xe là dài bao nhiêu là ảnh ngồi đầu xe em cuối xe. Cái lúc đó anh chở về em lo lắm, mà cái ở sau lưng mình á sát khí nhiều quá, nó lộn nón là đập vô đầu mình cái thôi. Không biết sao. Đêm hôm đó về em có cái cảm xúc gì khác bình thường không? Hai gì cảm ơn ông cho tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn, y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này, tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á, cái ghét thêm lần nữa. Là cứ thế là đưa đi đó, có chỉ đưa về thôi chứ đâu có đón đi đúng không? Dạ, dạ. Thì một thời gian đầu là chỉ đưa về giùm thôi, còn sau đó là xung phong luôn. Mà từ quận 10 là sáng 5 giờ sáng dậy anh chạy xuống nhà em đón em đi làm. Ở đâu lần? Dạ em ở gần bến xe miền Đông. Trời ơi gần ghê luôn. Rồi chiều anh lại chở em về, lại về ngược lại công ty ngủ 3-4 tháng liền liên tục như vậy á. Rồi đến bao lâu thì anh ấy mới tỏ tình với em? Dạ chắc cũng tầm 3-4 tháng. Tỏ tình là ngày đó là ngày lễ. Mà ngày hôm đó em lại nghỉ làm nửa buổi á. Bữa đó là 20 tháng 10. Xưa cái là vừa tính đi thì xe lại hư, cái không biết làm sao đi luôn nữa rồi. Mà bây giờ quà cáp hoa là đã chuẩn bị hết rồi. Ở trong công ty đó có một anh shipper nữa. Rồi anh lên năn nỉ, anh ơi làm ơn chở giúp em ra nhà Ngân đi. Thế là anh này cũng thương tình. Tao chở mày đi đó, nhưng mà tao còn đi giao hàng, đi có việc nữa. Mày tranh thủ rồi về. Em hứa một tiếng thôi, một tiếng rưỡi vậy hả. Là em đi lên, đem hoa, đem quà lên tới nơi là tầm khoảng 6 giờ. Sau khi em hẹn với anh đó 1 tiếng rưỡi. Dạ quên luôn, cái anh shipper đang ngồi chờ với cục hàng. Thì em nói chuyện tới gần 1 giờ khuya. Không. Anh cũng nhiệt tình là anh không dám về, anh sợ là bây giờ tao đi về rồi mà hồi mày về với ai. Mà cũng không dám gọi luôn, nó sợ phá tan không gian hay sao á. Trời ơi, shipper nào mà tâm Bồ Tát dữ không biết hả. Mà đứng nói chuyện đến 1 giờ mấy mà phụ huynh không ra la hả? Dạ, tại vì nhà em ngay cái hẻm cục á là mẹ em đứng trong là thấy hai đứa đứng nói chuyện rồi. Ở trong lúc mà tụi em yêu nhau đó, ai là người ghen nhiều nhất? Ảnh ghen. Em là hình như là hầu như chưa từng ghen ở trong thời gian quen đó luôn. Ghen theo kiểu bình thường hay là ghen cuồng ghen hay ghen bệnh? Dạ ghen cái này cũng hơi bệnh luôn. Ảnh đổi làm cùng phòng với em để anh hỗ trợ phần mềm cho phòng kinh doanh mà anh. Anh thấy em nhắn tin với ai, anh nhìn cái nick Facebook mà anh nhìn cái hình đó anh biết bạn nào luôn, anh truy được trên Facebook ra người nào luôn. Thì kêu em là em đang nhắn tin với ai, em ra hành lang gặp anh gấp. Bây giờ anh cho em cơ hội em trả lời anh đi. Nếu anh thành thật anh bỏ qua. Em nói anh đâu có cần anh bỏ qua, đó là quyền cá nhân của em. Và em nói chuyện với bạn, nó đọc được tin nhắn lại biết không nói gì quá đáng rồi. Ghi qua ghi lại. Là cãi nhau. Cuối cùng. Sau đó một hồi là em tức không thèm nói nữa. Bắt đầu ảnh tự cáo gắt rồi la lối rồi. Xong bắt đầu nói nhỏ nhẹ. Em là suốt 4 tiếng đồng hồ em không nói chuyện với ảnh luôn. Xong mà tới lúc ảnh tức quá rồi ấm ức mà nói cục mình á, ảnh bị hạ canxi. Run bần bật lên mà có tướng to xác như vậy mà run xong ngất xỉu. Trời. Em tưởng vợ. Em tưởng ảnh giỡn, em không nghĩ là ảnh xỉu thiệt vì em không hề biết ảnh bị bệnh. Xong rồi em đi kiếm người lôi vô từ hành lang lôi vô văn phòng. Cả nửa tiếng sau ảnh mới tỉnh dậy á. Nhưng mà sau đó chắc lẽ là không dám làm bất cứ điều gì. Dạ không bao giờ dám làm hoàng thượng giỡn. Nên là em cũng năn nỉ. Em năn nỉ sao em năn nỉ là anh ơi anh bỏ em đi. Anh đừng thích em nữa. Chứ bây giờ quen nữa rồi mốt giận rồi anh bị gì em không chịu trách nhiệm được đâu em. Rồi sợ xỉu nữa không?
Dạ không, lúc đó là bình tĩnh rồi, năn nỉ dỗ lại, nói là em chỉ cần là anh có bực tức gì anh nói chuyện, em chịu trả lời đi. Anh ừ, em ừ cũng được, chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ủa nhưng mà hai em quen nhau bao lâu thì cưới vậy? 3 năm là tụi em cưới. Đi trước khi cưới có suôn sẻ không? Thật sự là tụi em không hề có ý định là sẽ cưới vào cái thời điểm đó. Để 1-2 năm nữa, rồi anh nói là ba mẹ anh cũng hỏi. Em nói thôi bây giờ có cơ hội cho người lớn gặp nhau, chỉ là gặp nhau cho biết để hai bên yên lòng. Mà em đâu có ngờ hai bên hỏi qua hỏi lại chừng được vài câu thôi là hỏi thôi giờ quyết định là cưới luôn đi, là chốt ngày cưới luôn. Thì ba mẹ anh này cũng mở tờ giấy ra nói có hỏi tự thử ngày sinh rồi, tìm được ngày tốt luôn rồi. Buộc là trong hoàn cảnh đó là phải chấp nhận, về phải chịu là nói dạ thôi, dạ đồng ý, tại bây giờ không cưới nữa thì không quen nữa. Mà chính vì cái điều đó mà tụi em có bị stress hay là cái gì về cái vấn đề áp lực cái lúc cưới, bị nó cưới nhanh quá, cưới ngoài kế hoạch đó? Dạ, thứ nhất là em ở dưới quê cũng là con một, mà nhà thì ba mẹ dưới này cũng hơi yếu, thì nhiều cái vấn đề thời điểm đó ra mà làm cho vợ em cảm thấy căng thẳng. Em là người căng thẳng nhiều hơn ảnh. Ảnh là người luôn mà an ủi với lại đà động viên của em. Mình chưa có sự chuẩn bị tốt mà em lại nghĩ là cưới xong con một là phải về quê, mà trong khi mẹ em ở trên này á, mẹ em đang bị bệnh tim rất là nặng. Tức là cái thời kỳ của mẹ em là rất là nguy cấp rồi, phải quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi. Bây giờ nếu mà lấy vợ, lấy chồng ở dưới đó con một á, mình phải làm dâu ở xứ xa là thứ nhất, rồi mẹ ở đây không biết như thế nào, là cái trăn trở đầu tiên của em là em lo lắng cho ba mẹ. Cái sau nữa là em thấy là công việc của mình hiện tại đang ở Sài Gòn và nó đang trên đà phát triển, mà bây giờ mình về quê nó quá nhiều sự thay đổi, mình không biết là mình sẽ tập sống một cuộc sống mới, một môi trường mới như thế nào. Rồi bạn bè mình cũng nói nữa, trời tự nhiên giờ này đi lấy chồng, ai đâu lấy chồng giờ này. Rồi mình hoảng quá, mình tự em tưởng tượng ra những cái áp lực đó, cho nên là bị stress. Dạ. Mà cuối cùng thì cũng vượt qua đúng không? Dạ, tìm được giải pháp đúng không? Người mà giúp em vượt qua đó là phía nhà ảnh với lại ba mẹ ảnh, nên là em rất là cảm động. Xong rồi em nghĩ là hình như mà mình tưởng tượng hơi quá rồi. Thôi vậy ổn thỏa. Vậy chắc hai người này lấy nhau rồi, chắc hiểu nhau hết rồi, chắc không ai có tật xấu đâu ạ. Cái mà em cảm thấy mà khó chịu nhất á là cái thói ngủ. Ngủ hả? Ham ngủ. Sáng đi làm, phải đi làm sớm này cũng hơi xa, kêu vợ dậy mà phải kêu trường hao á, là 7:30 đi làm phải kêu từ 6:30, chỉ lăn qua lăn lại trả ở cái đều. Có những ngày thứ hai cũng liên quan tới ngủ là nằm mơ. Cái đêm nào mà nằm mơ giấc mơ đẹp á thì cuộc sống em bình yên lắm. Cái hôm nào mà nằm mơ thấy em đi uống cà phê, đi nhậu hoặc đi với con nào con kia, tự những cái con là tự tưởng tượng ra nha, là sáng phải năn nỉ từ sáng tới chiều luôn á, tại giận. Chứ vậy là không đang ngủ mà là ghen mộng. Có nghĩa là ham ngủ nè với bị mộng ghen. Dạ. Em mong muốn thay đổi gì trong hai cái đó? Em chỉ muốn là sáng đi làm mà đừng có lăn nhiều quá được rồi. Tức là đừng có ngủ nướng nữa. Dạ. Đừng có ham ngủ nữa. Dạ. Còn mộng ghen sao? Nghe thì thôi, cái đó cũng thú vị dễ thương đúng không? Cũng thú vị. Rồi tới em đó là ảnh có cái tật rất là ghê luôn nha. Ăn xong thì mình tiêu thì mình ợ là được rồi. Cái này ợ cũng giỡn mặt người ta, ợ liên khúc chừng chục cái vậy đó. Em nói là đừng có làm như vậy nữa, là ngồi đó mà mắc ợ á. Em hả? Anh em mặt ở. Mà anh bầm đỏ luôn á. Trời ơi. Trời ơi, em lại tưởng là mắc nghẹn hay là sắp gì rồi. Bắt đầu mọi người lại dồn sự chú ý vào ảnh. Ảnh đã không muốn tuôn trào như núi lửa rồi mà mọi người lại đang nhìn chằm chằm vào mặt ảnh, nó né đường nào được mà né. Sau một hồi là ụt ra một cái, trời ơi, cái mặt mũi em không biết giấu đi đâu luôn, muốn dẫn ông về ập cái mâm cho ông cho nhanh luôn á. Trời. Rồi còn gì nữa? Thì anh đã nói là bất cứ đâu anh đi tới đâu hoặc anh làm cái gì cũng phải có em. Từ ngày quen em cho đến cưới là đã 4 năm như vậy rồi, rất là phiền á. Em thích thoải mái tự do, em muốn là em không cảm thấy đó là một cái điều hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc tức là nó chừng mực thôi. Còn cái này là 100% mọi hoàn cảnh. Bây giờ anh có đi sửa một cái món đồ vậy em cũng vẫn phải ngồi trên xe mà không ôm em là giận ảnh. Bây giờ không ôm là em đang giận anh đúng không? Em đừng có muốn anh gây lộn ở đây, anh xỉu đây nha. Trời. Dạ rồi. Đúng là kiếp trước chắc em là cái cục ngọc của ảnh á, xong bị người ta cướp á. Ra bây giờ em đang ở trong một cái thời điểm mà hạnh phúc nhất của một cái người phụ nữ. Tại vì mình có và mình có nhiều như vậy, thành ra mình nghĩ rằng cái đó nó bực bội. Đến một thời điểm nào đó đó thì cái việc đó em không cần mong muốn thì anh cũng sẽ phải giãn ra. Thứ nhất là áp lực về công việc hoặc là cái chuyện con cái, thành ra là theo chị nghe thì em cứ enjoy cái đó đi. Đó, còn sau này nếu từ từ mà anh bắt đầu lơi ra để anh lo cho công việc á, thì lúc đó em phải chuẩn bị sẵn tinh thần là đó là điều em mong muốn. Còn cái vấn đề mà chồng em mong muốn là bớt ngủ hả? Chắc chắn là bạn vợ cũng sẽ thay đổi thôi. Bây giờ bạn đương được tận hưởng cái điều đó thì bạn cứ cho bạn tận hưởng đi. Đúng không? Anh chúc hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Và năm sau sẽ có một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Em tên là Thân Thanh Thúy. Em năm nay 30 tuổi và hiện là giáo viên mầm non. Còn em? Em Phạm Trần Thế, là kỹ thuật viên, 27 tuổi. 27 tuổi? Dạ. Như vậy là thua cô dâu 3 tuổi. Nhưng mà Thúy trẻ hơn. Trẻ đó nghe, tại vì cô giáo mầm non. Cho nên tiếp cận với các bé. Bởi vì trẻ hoài đúng không? Đúng đó.
Em cũng nghe tao khen hoài. Thôi, bây giờ cho anh hỏi nè, cái ấn tượng đầu tiên của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Em đã làm tiệm net cho cô, rồi xong rồi cô là chủ của nhà trẻ luôn. Ủa là sao? Cô á, chủ á. Tức là em làm trong tiệm net, còn dạ, vợ em làm ở mẫu giáo, dạ, coi là trong mầm non đúng không? Dạ. Vậy sao mắc mới gì gặp được nhau ta? Cô đó mở tiệm net nhưng mà tiệm net với nhà trẻ gần nhau. À, sát dạ, gần nhau. Gần nhau cho nên là trưa thì ăn cơm trưa mấy cô hay ăn chung, và nhà với là tiệm net cũng ghép chung cho đó luôn. Ăn cơm chung thì hôm đó mới gặp nhau. Hai bạn gặp nhau thì bên nào để ý bên nào trước? Em để ý trước. Điều gì mà em để ý cô này? Múp. Cô giáo bức quá. Cô giáo mất quá kìa. Rất. Bây giờ ông thấy ông nói cho tôi nghe, ông nhìn đâu mà ông nói người ta mất? Tại giờ mặc đồ cưới không thấy. Mặc đồ cưới không thấy? Dạ. Cái mặc đồ gì mới thấy mất? Mới đầu tập thể dục quá. Nhìn vô cái mất quá. Vô ăn cơm đây nhìn cô giáo không? Rồi rồi sao? Dạ. Rồi sao? Rồi không có để ý. Cái bữa đó thì em lên ăn cơm sớm hơn mọi khi, thì mới gặp ông này, ông đang ngồi ăn. Mà ông ăn, ông không có dòm tới ai hết trơn, ông cắm đầu xuống ăn vậy nè. Ông nói chuyện với ai ăn bất chấp vậy. Em mới hỏi chị có bên qua vậy? Thì chị mới nói là này làm tiệm nét, ở ngoài tiệm nét vô ăn cơm. Nói vậy hả? Cái cũng hỏi em ở đâu, không nói cười. Anh tự nhiên đương nhiên em không có sao đâu, cũng không nói cười, cũng cấm đầu ăn không. Mình nghĩ chắc là nhỏ tuổi hơn mình rồi cho nên là mình cũng xưng em ngọt xớt vậy đó. Chị mà lớn hơn 3 tuổi đâu dám để ý đâu. À. Ừ, vậy sao nãy em nói em vô để ý là để ý rồi không? Nhưng mà để ý có gái chưa có biết tuổi. À. Mấy ngày sau mới biết là tuổi nên không dám đụng luôn. À, lúc đó đang lớn tuổi hơn mình không? Là né luôn đó. Né luôn. À. Ủa nhưng mà đang còn quen với quê một con lệ nữa. Nên không dám ở trong giới. Rất là thẳng, rất là thân chất. Nhưng mà nếu mà tỷ dụ mà cô này cũng nhỏ hơn em là em có ghẹo liền không? Ghẹo liền. Có chứ. Ghẹo liền. À, cho đến cái lúc mà chuyển giai đoạn là yêu nhau đó, thì là cái câu chuyện như thế nào? Em cũng có người yêu ở Mỹ, ông nội này thì cũng có người yêu ở quê. Dạ, cho nên là hai đứa hoàn toàn độc lập, giống như chơi với nhau như chị em với nhau thôi. Có một lần Lục tự nhiên cảm thấy ông này sao quan tâm mình quá mức rồi, có nhiều nhiều cái hành động mình nghĩ chọc có khi nào người thích mình không trời. Có nghĩa là thế đã để ý người chị này rồi. Dạ. Từ khi nào? Không biết luôn. Đó là cái hành động nào mà em nói là bạn này quan tâm đến em nhiều? Hỏi han nè, rồi cái chuyện gì mà chị Thúy nhờ là làm tất tần tật luôn, rửa hình dùng cho mấy đứa nhỏ là rửa luôn. Đã vậy trong cái USB đó nó còn có hình người yêu cũ nữa, của chị Thúy nữa. Nó lại lôi cái hình chị Thúy với lại người yêu cũ rắc thành một tấm đi rửa cho chị Thúy bỏ vô trong cái bóp nữa. Nhưng mà lúc đó là em vô tư mà đúng không? Vô tư. Lúc đó là còn quen người quen. Rồi bây giờ anh đoán nè, lúc đó vẫn còn là tình chị em, chắc là từ cái tình cảm của Thúy với người yêu bên Mỹ đó chắc có rạn nứt rồi lúc đó, thì hai bên này mới bắt đầu cảm thông với nhau đúng không? Dạ. Mà em với người yêu em chia tay rồi. Chưa chia tay. Còn quen nhưng mà xa quá, rồi ở gần dưới đây có tình cảm chứ. Rồi lúc anh làm sao chia tay được với người kia? Trốn luôn, không về quê luôn. Ủa nhưng mà rồi yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Trong một năm là cưới. Một năm. À chắc có lẽ là suôn sẻ đúng không? Không có suôn sẻ, tại vì là bên gia đình chồng thì đồng ý. Lý do? Thì lớn tuổi với lại xa nữa. Bình Định. Xa đi. À, quê xa. Xa. Đi rước dâu phải xa đúng không? Dạ. Rồi không cho à? Dạ. Em làm gì để mà rước nàng về Vinh? Điện năn nỉ mà không có ai chịu hết. Điện về nói là chuyện này Tết năm nay con chở người yêu con về ra mắt ông bà nội với mẹ. Cái điện lên nói là chuyện này mày dẫn nó về, nó tao đuổi cha với mẹ ra đường ở nha. Cái cha mẹ nói mày thương tao được có dẫn con nhỏ nó về kìa. Tết ra chở vợ về luôn. Tới già cái cha mẹ sao mặt mày hết. Sợ đuổi ra khỏi đường. Em thấy mặt của ba mẹ chồng em cũng sợ lắm, sợ tái mẹ tao mét hết trơn à. Mẹ bưng cái chén bún cho tao mà run hết trơn luôn. Có cha thì tỉnh, còn bình tĩnh, cha dắt xe vô rồi, cha lấy túi xách rồi vô. Xong rồi hai đứa mới xuống dưới nhà bà nội á. Xuống thì ông này nói chung là hồi nào giờ cũng sợ ông bà nội. Xuống thì cũng rụt rè lắm, cũng ơi thưa bà nội, ông bà nội con mới về, nói lưu thiên nói ông bà nội cũng trả lời trả vốn vậy luôn. Thế em thấy vậy em cũng ớn quá, sao tình hình căng thẳng quá vậy trời. Xong đó mới ra sau rửa mặt xong thì vô cũng nói chuyện cứ cởi mở rồi hỏi thăm bình thường như thế thôi. Không hiểu sao cái bà nội chuyển thái độ 180 độ luôn. Vừa qua ngày hôm sau là bà nội gật câu là thầy vợ thằng tế luôn, không có cần gì. Thôi dễ thương quá hả? Rồi lúc đó là gia đình đồng ý luôn. Dạ, là cha với mẹ chồng thì không có vấn đề gì, ông bà nội ok là ông cha mẹ chồng ok. Vậy thì cái lúc mà khi mà em biết được là gia đình chồng á là che em già rồi không đồng ý á, thì lúc đó thái độ em sao, em buồn không? Dạ nản lắm, tính là chia tay cho rồi chứ chưa cái gì mới có bắt đầu mà con này thì không chịu. Cứ đòi cái xong cái dặn xong cái qua sân thượng nhà người ta ngồi tự kỷ bệnh cái bò bên đây nghĩ nói hoài mà cứ thật ngu gì hoài không nói gì hết. Rồi hành động như thế sao? Tức quá nãy giờ đi không, đi lấy gạch đập đầu á. Biết là bên đó có cục gạch một lắm. Một phải không? Một rồi, không dám đập chứ cục gạch mới đập. Đập luôn bởi nát đập không đi. Dạ bởi đập cục gạch luôn. Lúc đó em nhìn thấy em sợ không? Dạ không, tại vì biết ông này em sợ đâu. Thành ra mà gạch thì mưa nắng rồi xuống nó chắc nó cũng một rồi mà ông dọa mình trước, nhưng mà ông địa thì mấy cục gạch có cục nào một không, ông mới đập đi. Đầu ai đó bể chứ đâu phải mình bể đâu. Rồi sao? Cái vô nhà với bộ. Xỉu.
xỉu bằng cô mày nữa. Cái cây cô giáo đi lên xong cái thấy xỉu cái lầu vô giật trong gáy rồi thọt ép lum bóng cười bóng cười được. Mình sắp nữa đâu dám ngứa mặt lên cười tao quýnh chết rồi. Đừng cứ giật hoài giật hoài đạo quả muốn chết luôn á. Gái chịu đựng nếu mà khắc cười lên là thấy chửi giận nữa. Coi như là sợ chửi giận nữa. Mà lúc em có biết giả bộ không? Dạ biết. Cái mặt này giả bộ là biết hay vậy lắm. Thì em tại sao không giật cuồng nhiệt lên để dạ cho không, họ ghét? Em chỉ đứng quanh tem dòm thử để diễn tới chừng để nào coi chịu thôi. Được à, dạ, à, diễn sâu tới chừng nào đến bao lâu thì mới đuối quá rồi đau quá cứ thọt ép hoài ai mà chịu nổi rồi luôn rồi xong giận tiếp là sau cái vụ đó là mới dẫn về quê đúng không? Coi như lấy rồi đó. Bắt đầu là không có gì ngăn cản các bạn nữa hết đúng không? Dạ qua hết rồi. Và bây giờ về sống chung mái nhà hay có cái nhà. Gì gọi là vỡ mộng về đối tượng của mình không? Dạ cũng vỡ mộng nhiều lắm, tại vì tính là hơi con nít bày hoài lắm, làm tới đâu là bày tới đó à, chứ không có phải gọn gàng sạch sẽ, mà tính của em thì phải kỹ, làm xong là phải sạch sẽ phải gọn cái nào. Dạ mỗi lần em sai em làm cái gì mà khổ mà cô giáo không vừa lòng thì cổ sao? Như là vợ đi làm ở nhà cái là giặt đồ xong cái giặt xong mà vũ không vũ á là la, tại vì hai đứa ở trên mét luôn, xong rồi la cái mấy thằng trên mét nó nói sao vợ anh dữ quá. Em lớn tiếng thôi chứ cũng phải là la gì nữa. À sao ông không có phơi đồ mà ông không có vũ cái quần áo ra cho nó ngay thẳng gì hết trơn á, nói bao nhiêu lần rồi mà ngày lần nào cũng vậy hết trơn, cứ lấy đồ lên là móc lên mà giặt từng giặt đồ mới lại mới giặt là nó nhầu lúc mà cái vũ ra thì nó thẳng thoáng được. Mà cứ bóc lên là nhau có nhiều, móc lên là đồ y như cái đồ dễ vậy đó. Thành ra mỗi lần mà xếp đồ là rất là bực bội. Cho nên là nói bao nhiêu lần mà không có sửa. Ngoài cái bầy hầy ra là còn cái gì xấu nữa không? Dạ lật lọng lắm. Lật lọng hả? Chết rồi. Chết rồi kìa. Chết rồi, kể đi em. Dạ, mỗi lần làm sai là nói không có chịu nhận, đổ thừa đứa này đứa kia. Thậm chí mà gái lớn giờ 3 tuổi rồi đó. Đổ thừa con gái luôn không? Dạ đúng rồi, đổ dễ thừa luôn. Không những hả? Nhỏ mới 16 tuổi cũng đổ thừa nó luôn. Cái gì? 16 tháng. 16 tháng đó. Đổ thừa luôn, nhỏ 16 tháng. Đổ thừa cái gì? Nói nghe coi. Như là cũng cái tật bài thầy đó dọn đấy, xong cái về nó cha sao cha cái này ông không dịp dẹp vậy. Mít. Sao làm không chịu dẹp với mít. Trời ơi, bạn nhỏ 16 tháng mà mình nói đồng nào vậy dễ sợ không? Dạ, em bí quá đó. Sợ xong mà đôi chối lắm, đôi chối cực kỳ luôn. Hồi đó có một lần là đang chơi con bú trong phòng thì ổng người này cũng vô tình thôi chứ không phải là theo dõi ổng, cái dòm ra trước sao ông đang khui chai nước ngọt chắc nghĩ chơi khui cho khách thôi. Ông khui xong lấy ly đá ông rót ra ông uống mà ông dòm vô phía trong phòng mới coi mình có dòm ra không. Uống lén đó. Dạ đúng rồi, uống lén. Xong cái thấy rồi im rồi không nói tiếng nào hết. Khi ông uống xong cái ông còn miếng này là ông uống cho hết thì thôi uống xong phi tan đi không. Để lại trong thùng đá đó để dành uống nữa. Cái trong này em cho con uống xong em giả bộ em đi ra xong dỡ thùng đá ra cầm chai nước ngọt lên. Ủa cha, cái nước ngọt này của ai vậy? Của khách á, của khách uống còn dư để dành xíu nữa ăn nướng. Là dối trá đó, dối trá. Dạ, dối trá lắm. Cái em nói là tôi ngồi trong nó tôi thấy rõ ràng ông múc cái ly đá ra ông rót vô ông uống ông còn dòm cho thử tôi có dòm ông không mà giờ ông nói là của khách, giờ này của ai? Của anh. Đúng rồi, bắt tận tay dây tận mặt thì lúc đó mới không chối chứ không là chối bất chấp, chối chừng nào mà không được cũng lật lòng đó. Ủa rồi sợ vợ lắm hả cưng? Tại vì không có thích vợ buồn. Không thích la vợ buồn. Cái bất công rồi em quạo lên rồi cái cãi lộn rồi không có vui. Chứ không phải là vợ đánh hả? Có bao giờ bị đánh đòn như cô giáo đánh học sinh cũng chưa? Sợ nhưng mà né đứng xa lắm tại vì vợ mình định có vỏ không dám biết là nói nghe nào. Đầu tiên là gì bậy hay nè, thứ hai lật lòng, lật lòng dối trá, dối trá rồi giờ còn nữa không? Chắc là hết rồi, chừng chồng thời quên mất tiêu rồi, trung quá quên rồi. Vậy hả? Bây giờ tới gì tới chồng đi. Hay la chồng quá. Rồi gì nữa? Kỹ quá. Thí dụ như là phơi đồ xong rồi đem vô xếp á, bỏ sổ hết trơn rồi, đi làm vậy đó. Em nè, xếp đồ hết trơn cho em rồi đó, em sướng rồi. Ai ngờ đâu ngồi đi gan trước đi vô thấy phải lòi ra phải xếp được hết trơn. Đồng kỹ chưa bao giờ xếp bỏ cũng chết luôn. Kỹ quá phải không? Rồi hay la. Muốn lên máu luôn vậy đó. Muốn lên máu. Mày còn gì nữa không? Ham tiền. Ham tiền. Trời ơi, không có kẹo mà ham tiền. Tiền mà không phải là mình ham nhưng mà nói cái gì mình cũng nói tới tiền. Nói bà sao bà ham tiền quá. Khi em mới tức lên nói là ủa ông sống không cần tiền, không có tiền sao có, không có vật chất sao có tinh thần. Mà đó ông này cũng làm cực lắm mà ông xem trọng tiền. Giống như ông bán buôn rồi cả ngày vậy đó, nguyên cái thùng, nguyên cái hộp tiền ông để trước ai lấy ông có lấy. Ủa gì kỳ vậy? Tại vì chiếc cửa có bán nước mía cái xong rồi tối bán xong rồi có cái hộp tiền trong á. Cái bán xong rửa tủ không bỏ hộp tiền ngoài đường á, ai muốn làm gì làm. Còn một lần nữa cái này là ổng kể lại mà không biết có thiệt hay không. Ông đi ngoài đường rớt ra tờ 100 ngàn, ông tính quay lại lấy, ông kia lại lấy, ổng nói thôi cho lấy luôn. Thôi vậy hả? Chứ giờ lại hỏi nó của con, ông đâu có trả đâu, nói cô này tiền mày có giấu không mà chết luôn, có đâu cái lộ mà được thôi đi. Tiền của mình mà không giấu lấy, thôi người ta lấy rồi cho lấy luôn. Tụi em còn chuyện gì vui nữa không? Đi làm về mà thấy sắp sáp vô hung hung vợ rồi sờ sờ mó mó vợ là biết rồi. Em ơi em đẹp quá, khen thí thế lắm, khen ổ hôm nay em thơm quá, em không có hôi là mình biết thế nào cũng có một câu sau là tối nay cho anh quện nha.
Tức có nghĩa là câu trước là khen vợ, nhưng câu sau đệm là tối này cho anh quện nha. Cho anh quệ đó phải không? Không phải, cho anh quện một cái. Anh quện, à, cho anh quện. Trời đất ơi, cái từ nó thô thiển đâu á. Nó có quệ. Rồi, bây giờ em mong muốn ở thế thay đổi điều gì? Bớt nhây, bớt xàm lại, mới bớt xàm lắm, xàm cả ngày, xàm nhức cái đầu luôn vậy đó. Xàm đấy. Dạ. Có đầu nó xàm. Vui mà. Nói xàm cho vui, không thôi, nhà buồn hiu à. Nói cho vợ vui á. Không, nói vui thì cũng có lúc, nhiều lúc mình đang bực mình mà tự nhiên cái lại cũng sờ mó kêu vợ ơi, em ơi, anh muốn có cái gì đó với em ơi, thằng thứ này thứ nọ, nói chung là kiếm mọi chuyện đó nói mà nhiều khi chọc cho bực lên thêm vậy đó. Thế còn thế, thế mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bớt to tiếng lại, bớt kỹ lại, kỹ quá. Ta to tiếng tại vì ông xàm quá, người ta mới to tiếng chứ. Xàm thì nhây nữa. Rồi người ta kỹ vậy là tốt cho con ông, với lại tốt cho ông mộng, đòi ta không kỹ. Đàn bà con gái là phải kỹ lưỡng, sạch sẽ, hiểu không? Đó là cái yếu tố quan trọng nhất. Thử mà giờ mà bê bối luộm thuộm coi bày hay là bày hay coi, là em chán liền. Trời, hiểu chưa? Ngày xưa ông cũng bày hay lắm, rèn lắm mới được như vậy nè. Thôi bây giờ vậy đi, chị chúc cho tụi em á là lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy. Cái gia đình tụi em rất là dễ thương, dễ thương quá. Hiểu không? Và nhớ một điều á là thế á, chỉ cần em chững chạc lên một chút xíu, có nghĩa là em vẫn giữ cái vô tư của em như vậy cho không khí gia đình vui, nhưng mà phải đúng lúc đúng chỗ, giống như là vợ em nói vậy đó. Còn bình thường á thì cũng phải có những lúc em phải chứng tỏ em là người đàn ông trụ cột của gia đình. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Giờ mình khoan đón tên đón tuổi đi. Mình đón nghề đi chị. Em đón nghề nè. Tiệm vàng chắc luôn. Dạ. Đúng không? Dạ sai. Sai. Dạ sai. Đây là của hồi môn. Của hồi môn. Ủa, ta đang đón nghề mà. Đón nghề mà thì... À, thợ bạc đúng không? Dạ. Sai. Sai nữa thôi chưa. Thôi em không đoán luôn. Sai. Em không đoán. Thôi bây giờ thay vì đoán thì hỏi thẳng luôn. Hai bạn tên gì, nghề nghiệp, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Nè, mời. Dạ chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Thì con tên là Phan Trấn Nghiệp, đến từ Vĩnh Long. Nghề nghiệp của con là kỹ sư tự động hóa, nhưng mà hiện tại thì con về kinh doanh cùng với vợ. Vậy hả? Dạ. Con kinh doanh gì vậy? Dạ, kinh doanh online và bán ở nhà. À, kinh doanh online, bán đồ ở nhà, bán vàng hay là bán gì nào? Em đang định nói. Em đang định nói. Con bán gì? Dạ, bán đồ ăn, bán đồ ăn vặt. Con tự được quyền giới thiệu về cái công việc của con để người ta biết chứ. Dạ, vợ chồng con thì hiện tại là bán đồ ăn vặt, chủ yếu là bánh tráng phơi xương. Vậy hả? Trời ơi, rồi bữa nay từ Vĩnh Long lên đây. Dạ. Có mang bánh tráng cho cô với chú Thuận không? Dạ có. Thấy chưa? Một chút mang lên luôn. Dạ, nha. Dạ. Và nhân đây là tôi cũng xin gửi gắm các cặp vợ chồng, ai làm cái gì, ai có mang cái gì thì cứ mang trực tiếp lên sân khấu. Tôi với chị Một, tôi là không có từ chối. Nhận và khui ra ăn tại chỗ luôn. Đó chị Một ha. Bánh tráng phơi xương em ơi. Nghe mà thèm nước miếng nhảy rong rong luôn á chị Một ha. Rồi bây giờ mời em. Khoan, nhiêu tuổi ta? Con nhiêu tuổi? Dạ 31 tuổi. 31. Rồi. Mời vợ của Trấn Nghiệp. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Thì con tên là Đặng Thị Kiều Duyên, con cũng đến từ Vĩnh Long luôn. Thì nghề của con là giáo viên mầm non, nhưng mà con cũng đã nghỉ. Và hiện tại thì con với vợ chồng con đang kinh doanh luôn là bánh tráng phơi xương. Rồi coi như là trên mạng ha, đúng không? Làm TikTok đồ này kia đúng không? Đúng rồi, dạ con bán thì ở trên các cái sàn thương mại điện tử. Thì con bán, sau đó thì hiện tại thì vợ chồng con cũng mở một cái tiệm nhỏ tại cái nhà của mình luôn. Dạ, thì kinh doanh của tụi con cũng khá ổn. Là có nhiêu tiền kinh doanh là con gom con mua gom này hết luôn. Con mua hay là cái đó là cái của hồi môn mà hồi lúc mà con đám cưới rồi ba má cho ấm mức ấm mức mai hỏi mới cho bằng được đó. Dạ thật ra con còn 10 chiếc vòng nữa. Nhưng mà tại vì là chị biên tập nói là đeo vô thì nó sẽ bị đụng với cái mic. Đây là đồ của hồi môn lúc mà đám cưới vợ chồng của con có. Vậy đó hả? Là má chồng cho hay là bên vợ cho, hay là cả hai ba má cùng cho? Dạ cái này là vợ chồng của tụi con là tự sống. Tức là hai vợ chồng khi mà đám cưới là tụi con tự bỏ tiền ra cưới, tự làm đám hết tất cả. Ba mẹ hai bên là chỉ việc lấy tiền lời rồi xài thôi. Trời ơi, xong rồi. Dạ, mời khách lại xong rồi có tiền lời rồi xài, còn tiền vốn thì tụi con bỏ. Là con lấy lại tiền vốn thôi, còn tiền lời là kính biếu ba má. Hay quá. Wow, nó nghe nè, rồi nó gom nó mua đeo lên người nó hết thì nó không cho con đeo vậy chứ. Dạ có. Có hả? Có kìa, có cái lắc kìa, thấy cái lắc kìa. Mừng nè, thắc mắc nè, tại sao lại để cặp heo, hai đứa là tuổi heo hay là đám cưới ngay chân tuổi heo? Dạ không có, tại vì hôm đó là đi mua vàng cũng gấp rút đó chú Thuận, chú Thuận. Xong cái đi ra người ta bán hết rồi. Xong cái chỉ còn có được cái này là con heo thôi. Mà tại vì mình cũng muốn đeo con heo giống như là cho nó tròn trẻ. Dạ đúng rồi, nó sung sướng. Ra còn có cái này thôi lấy luôn. Cặp heo luôn, thời ghét quá được á. Về chắc mua cặp dê đeo quá. Là em tui dê hả? Dạ em tui dê chị. Vậy chị đeo cặp ngựa. Đó, cặp ngựa. Hai chị em mình đeo dẫn trình nhầm son ha. Rồi bây giờ hai đứa là bằng tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mạnh dạn đón luôn. Dạ. Hai đứa là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã nè, quen nhau từ thời học sinh
đúng không? Rồi sau này rồi lớn lên rồi cưới nhau. Chú đoán vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Trời lâu lâu đúng được cái mừng muốn xỉu thiệt luôn á. Dạ vợ chồng tụi con thì đồng hành tới nay là 19 năm rồi. Dạ là từ hồi thời lớp 8 thì con chuyển trường ra là học chung. Học chung xong rồi là chơi thôi, chỉ là bạn thôi, bạn thân thôi. Thì tụi con mới yêu nhau và đám cưới tới nay là 6 năm, mới 6 năm đây thôi. Còn bạn với nhau, chơi với nhau thân luôn á là từ hồi thời mà lớp 8 tới nay luôn, là tính ra là 19 năm rồi. Là tổng cộng cả cưới rồi cả quen luôn. Dạ, là 19 năm. Từ lớp 8 tới nay luôn. Vậy là lúc lớp 8 là Trấn Nghiệp đã để ý cô gái này và làm cái đuôi theo đuổi cổ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đầu giờ nói ra đó khổ làm sao? Đâu bây giờ phải nói cái cảm giác của con á, khi mà bắt đầu vô cái lớp học đó là năm lớp 8 đúng không? Dạ. Hai đứa vô cái năm lớp 8 đó rồi con nhìn thấy vợ con lần đầu tiên á, là cái cảm giác con nó làm sao, nó rần rần sao mà con đeo tới bây giờ luôn. Năm lớp 8 là con học trước gần nửa năm rồi vợ con mới chuyển trường ra mới vào lớp của con. Thì ấn tượng đầu tiên thì nè, bà ấy rất là dữ. Dữ hả? Dạ. Mới vô lớp, cái gu con là phải gái dữ hả? Dạ, tại vì mới có cái gì đó trong kia mới chuyển ra đây. Thì là hồi lúc đó là vợ con mới ra là tầm 5 ngày, 7 ngày là có đánh nhau. Đánh với mấy chị lớp 9. Trời đất ơi, một mình nó hay là nó có bè có cánh để dạ, mà quánh với mấy chị? Một mình nè, bữa đó là đang học ở trong lớp. Tự nhiên cái bên mấy chị lớp 9 kéo qua đâu mấy người qua cái vào rồi sắp lá cài đánh là nhau. Một mình bà đánh với nguyên một vàng dạ, bài rồi. Chị lớp 9 dạ. Rồi con có can ngăn không? Không, con sợ quá ngồi không được. Trời ơi. Rồi bữa đó có xúc tay gãy gọng gì đó. Dạ, bữa đó là tự nhiên đi qua, xong rồi lúc đó mình chuyển trường. Mà cái thời đó người ta gọi là cái thời thủ nhi với cô chú. Giống như thấy người ta chuyển trường ra rồi giống như là lại rồi nó kiếm chuyện vậy đó. Xong rồi đánh con thì con đánh lại. Mà trong khi đó là hả, ổng là bạn thân của mình á hả. Mà ổng ngồi ở trong cái góc ổng nhìn vậy nè. Ổng nhìn vậy là ổng không nói một tiếng nào hết. Dạ, xong đó rồi bắt đầu cái thầy cô xuống thì mới đầu giải tán. Giải tán xong á, cái tới cuối giờ đi về cái giả mới hỏi con chứ. Hồi nãy mày bị quýnh ở đâu vậy? Mày bị quýnh đau không? Nói rồi nãy sao mày không binh tao? Trời ơi tao hết hồn quá, tao sợ quá. Lúc đó là đang chơi thân. Dạ, mà lúc đó là để ý rồi mà con đâu có biết. Lúc đó là chỉ là chơi là mày tao bạn bè là chơi với nhau rồi chiều đi về, rủ nhau đi về chung vậy đó. Mà sau này hỏi ra con mới biết là từ lúc con mới vô luôn. Người ta đó là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Còn này thấy chuyện bất bình nhanh chân giọt lẹ. Đó là ổng đó. Tiêu. Mà bữa đó mình con quýnh mấy người? À, con nhớ đâu như 3-4 người đó, mấy chị lớp 9. Xong cái qua nói là em chuyển trường ra đây mà tại vì chị không có thích em đó. Xong cái bắt đầu đánh con. Rồi cái bắt đầu đánh xong rồi con đánh lại xong cái bắt đầu thầy cô xuống thì cũng không có thương tích gì hết. Không có gì nặng hết. Dạ như kiểu như là xô qua xô lại đánh vậy đó. Rồi xong rồi cái đi về xong rồi có bị con... chặn đường quýnh tiếp không? Dạ không. Xong rồi tại vì con cũng có đáp trả đó cho nên chắc là con nghĩ là nhiêu đó rồi cũng thôi. Xong rồi về con mát mẹ. Con mát mẹ con. Rồi dạ. Mẹ sao? Xong rồi mẹ vô mẹ kiếm. Mẹ vô tới nhà luôn mẹ kiếm, mẹ hỏi tại sao đánh này kia gì đó. Xong rồi phụ huynh ở bên đó người ta cũng nói là con người ta đánh trước thì có lỗi vậy đó. Rồi xong rồi hai chị em xin lỗi qua lại rồi thôi đi học tiếp. Rồi. Dạ là nhưng mà lúc đó là hai đứa là trong tình trạng là mày tao. Đúng không? Dạ, rồi đến khi không? Nào thì mới thấy cô nàng này coi như là nổi bật lên và chuyển cái cách xưng hô. Dạ tới giờ cũng còn. Tới giờ vẫn còn luôn. Vẫn là mày tao luôn. Ủa vậy nhưng mà lúc nào thì con cảm thấy là con rung động với vợ con xong rồi con tỏ tình với vợ con? Đó. Đó là cái lúc đó là con đi học đại học rồi. Tại vì ở xa. À như vậy là cái thời tuổi trẻ là chỉ là bạn bè thân với nhau thôi. Mà thích nhau á. Đó lên có nghĩa là sao cũng phải là 6-7 năm. Dạ. Đúng không? Lên đại học 6-7 năm. Thì lúc ủa nhưng mà tại sao lúc đó là có biết bao nhiêu cô gái đó mà con không theo đuổi mà con lại theo đuổi cái cô gái mà mình gọi bằng mày mỗi ngày. Cái này cũng không biết nói sao. Con biết không? Dạ. Tại vì cái lúc đó là khi mà tách ra rồi thì ai cũng có quen hết trơn á, ai cũng có tìm bạn trai bạn gái riêng như mình hết á. Xong cái nhưng mà tụi con vẫn giữ liên lạc, tức là ví dụ như đi về chồng con đi về từ ở đi học về cuối tuần về là vẫn chở con đi ăn, vẫn rủ con đi ăn nha, đi uống trà sữa đi ăn, vẫn là mày tao bình thường, mày rảnh không tao rủ mày đi ăn cái này, tao rủ mày đi ăn cái kia. Dạ xong rồi tới lúc đó là con lúc mà con nghỉ dạy á, con nghỉ dạy thì nói chung tất cả mọi chuyện của con ở dưới Vĩnh Long con đều nhắn tin, con chia sẻ tại vì là một cái người bạn thân với mình mà, con đều nhắn tin là con chia sẻ. Thì con nghĩ chắc là trong cái khoảng thời gian, tại vì cái khoảng đó con rất là khó khăn, rồi khi mà con nghỉ dạy xong là coi như là con bước ra con kinh doanh, thì lúc đó là con buôn bán quần áo, rồi con bán mẹ con với mẹ con là bán quán nhậu,
sáng là con phải thức dậy con bán cơm, xong rồi là tới trưa là con bán cơm phần, tới chiều là con bán quán nhậu, rồi con mở shop quần áo, tức là con làm đủ mọi thứ để con kiếm tiền, tại vì con đam mê kinh doanh, con không thích đi dạy nữa. Cái sau đó là mà nó thất bại đi, mình không có kinh nghiệm, mình làm không thành công, xong mình thất bại thì tất cả mọi thứ con đều chia sẻ hết. Cứ là tối về nằm buồn là con lại chia sẻ là nhắn tin á. Dạ đúng rồi, dạ như tao cảm thấy như vậy vậy đó, nhưng mà tao vẫn quyết định là tao làm tiếp, như mọi chuyện mình chia sẻ cô chú coi nhiêu nói hết trong nghe. Dạ đúng rồi, dạ bao nhiêu mình nói hết luôn là mình không ngờ. Dạ đúng rồi, chắc là từ lúc đó con nghĩ là chắc lúc đó là ổng mới bắt đầu, tại vì lúc đó cũng ở trên chảnh chả cũng có ghệ mà. Dạ cũng có ghệ rồi, không biết là xù khi nào đó thì không biết, là bắt đầu dạ mới quan tâm lại tới con. Nhưng mà đúng không, từ lúc mà bạn tâm sự lúc đó con mới cảm thấy con dạ. con yêu đó đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó con đang làm cái gì? Dạ lúc đó con làm ở công ty ở ngoài Bình Dương á. Cái chậm làm cái nghề của con đó phải không? Kỹ dạ, sư đúng không? Dạ. Rồi lúc nào thì con chia tay bạn kia để chuyển hẳn qua bạn này? Lúc đó là lúc không, lúc con bị người ta chia tay là ông chủ động chia tay người ta. Không, hai người thấy không hợp nữa thì chia tay. Lạnh nhạt đó dạ. em. Dạ. Tự nhiên bây giờ trong đầu mình nó có một cái người phụ nữ khác, cái lạnh nhạt. Dạ. Đêm ngày nhắn tin sẽ chia sẻ. Đó, đó rồi lạnh bên nhạt kia chia tay. Cái người kia cảm thấy ủa sao anh lạnh nhạt, cái tôi lạnh lại. Đó, lạnh qua lạnh lại chia tay đúng không? Rồi xong. Dạ. Rồi sao đó, rồi mỗi lần mà người ấy chia sẻ với mình, rồi mình an ủi động viên chia sẻ với cô ấy như thế nào? Có ngọt ngào không? Không, tức là em hỏi cái lúc mà bên kia chia tay rồi đó, không có bày tỏ với cô này thì nhắn tin làm sao? Đó, cái lúc mà bày tỏ tình cảm với cô ấy thì nhắn tin làm sao? Dạ, thì anh cho anh xin phép được chuyển từ tao thành anh được em đúng không? Hoặc là anh yêu em, hoặc là người yêu ơi, nàng tiên của anh ơi, ví dụ vậy. Lúc ấy con nhắn, con nhắn ngọt ngào không? Dạ không. Cái nhắn sao? Con nhắn bình thường, mày tao bình thường chứ. Nhắn sao nhớ không? Sao đâu nguyên câu đó. Thì nói chung là cái lúc mà con nhắn tin mà để tỏ tình á, nhắn là nói là tao yêu mày. Trời ơi, không cũng vui quá ha. Tới giờ còn mày tao mà. Dạ. Bây giờ vẫn còn mày tao. Quen rồi. Rồi khi mày nhận được cái tin nhắn đó, rồi con trả lời làm sao? Dạ cái lúc đó là con đang đi làm xong rồi. Là cô giáo đó đúng không? Dạ không, lúc đó là con thất bại rồi. Tức là con thất bại cái nghề làm ăn rồi, con mới đi làm cho chỗ khác nữa. Con đang đi làm theo ca đó, làm theo giờ xong rồi con mới kêu là bây giờ con không dám về. Con không dám về thì con mới nói là bây giờ nếu mà chạy về Vĩnh Long thì xa quá, tại lúc đó con đang làm ở bên Cần Thơ. Xong cái chồng con mới nói là bây giờ mày đó đi, tao về tao rước mày từ ở trên Bình Dương á. Cô chú biết không, xách chiếc xe Honda chạy về tới ở dưới Cần Thơ á, đặng rước con đi về Vĩnh Long. Mà xong cái rước mà trước khi rước con á là có nhắn tin gì nè, nói tao á chạy mình tao lạnh lắm, ngồi sau là phải ôm tao mới chạy được. Xong cái lúc đó là con cũng nghĩ là giỡn thôi, tại vì mày tao từ hồi nào tới giờ. Xong cái trở về chưa đi về nữa, hỏi mày coi phim không, cái con mới nói giờ này tối rồi, 8-9 giờ coi phim, chừng nào về bển, nói chút hà vô coi phim. Cái bắt đầu ngủ vô coi phim, trời ơi, ta nói con đầu coi phim hài, nhưng mà chả đầu coi phim kinh dị. Đó đúng rồi, cái chiêu đó, cái chiêu đó chị. Dạ dạ, chiêu biết hết trơn. Đi vô coi phim kinh dị nha, con nói con nè nào sợ á, dựa vô đây nè. Con nói trong bụng trời ơi, thằng này sao bữa nay xến xúa dữ ta, sao tự thằng ngày đâu có vậy đâu ta. Xong cái bắt đầu lúc đó là về đó, đưa con về tới nhà, xong là tối khuya nhóm 12 giờ đó mà còn nhắn tin, nói tao nói cái này mày đừng có giật mình. Con còn nhớ, nó hỏi mày nói gì, mày nói đi làm sao. Thật ra tao yêu mày. Trời ơi, một cái lời tỏ tình mà thì nó thẳng thừng như vậy luôn đó chị. Không có một chút gì rung động luôn á chú Thận. Nhưng mà thôi chú hỏi thật nghe, vô con có nhớ cái ngày hôm đó cái nội dung phim nó chiếu gì không? Dạ không. Không nhớ được. Sao mà nhớ? Chị tập trung bên này thôi. Nhưng mà lúc mà bạn tỏ tình là tao thích, tao yêu mày á, thì con trả lời sao? Con nói mày bị điên hả? Vậy đó hả? Dạ. Chứ không trả lời là tao đồng ý hả? Dạ không, con đâu có biết là chồng con nói thiệt đâu. Nhưng mà con có cảm nhận rằng là đó là một cái lời tỏ tình của một thằng bạn của mình không? Dạ dạ chưa luôn, có nghĩa là nó quá bất ngờ đi. Có nghĩa là tự nhiên nó mới rước mình về xong rồi cái bắt đầu đi ăn xong đi coi phim xong rồi về. Cái nó nói mình vậy con cứ nghĩ là thằng này là nó giỡn thôi. Thằng này chắc là thằng này nó giỡn rồi, tại vì mình cũng biết là nó đã chia tay cái người yêu của nó rồi, chắc là nó giỡn với mình thôi. Thì con chỉ nghĩ vậy đó. Nhưng mà không ngờ bắt đầu từ lúc đó là ổng quay xe nha. Ổng quay xe bắt đầu là thái độ là thay đổi, là chuyển thành là một cái người yêu luôn đó, chứ không còn là bạn nữa. Nhà đi sợ đi ra hẹn mình đi ăn là những cái thái độ ân cần lắm, chứ không phải là như lúc trước nữa. Thì lúc đó con mới cảm nhận rằng là thì ra là ông này ổng nói thiệt. Dạ ổng nói thiệt. Xong rồi lúc đó con cũng đang có bồ luôn. Dạ nhưng mà xong rồi cái giống như là bên kia mình cũng không có thấm thiết, cũng như mình mới tìm hiểu thôi.
Nhưng mà cái người này thì mình đã thân thiết quá rồi. Dạ. Ví dụ như giờ đi ăn đi, con nhìn thôi là chồng con biết là con muốn ăn món gì trong cái menu đó, hay là con muốn uống cái nước gì là nó sẽ kêu trước. Thì những cái mà người ta hiểu mình như vậy thì nó hơn là trong cái khoảng thời gian mình phải tìm hiểu cái người kia nữa. Nói tóm lại là sau bữa đó là hai đứa chính thức yêu nhau, đúng không? Dạ đúng rồi, hai sau bữa đó là bắt đầu để ý, bắt đầu mới có cái để ý rồi mới bắt đầu là từ từ rồi mới quen dần với cái mối quan hệ là yêu đương. Chứ lúc đầu thì con vẫn nghĩ là bạn thì đương nhiên rồi thì phải từ từ chứ. Dạ. Rồi xong cuối cùng là hai đứa làm sao là yêu lúc ấy con ở trên Bình Dương. Dạ. Rồi vợ con dưới Vĩnh Long. Dạ đúng là rồi. Yêu xa luôn hay dạ. Sao? Đúng rồi. Lúc đó con yêu xa bao lâu? Bình Dương. Dạ cũng mấy năm, 4 năm chú. Trời. Với lại dính ngay cái đợt dịch con bị ở trong công ty hơn nửa năm nữa. 2 năm, 2 năm dịch. Dạ. Đó. Ngay rồi chỉ thị 16 đó, con ở trong công ty. Rồi khi được thả ra hồi đó rồi hai đứa có sống chung với nhau không? Chừng nào sống thử với nhau? Chung. Có, tụi con có, tụi con có sống chung với nhau là trước dịch. Là cái năm mà bùng dịch luôn đó, là trước đó là hai đứa tụi con ở chung với nhau. Là lúc đó là quyết định là đi lên Sài Gòn, là con quyết định con đi học make up để mà con về con có một cái nghề. Thì khi mà con đi lên đó là hai đứa quyết định là con lên Sài Gòn, thì chồng của con là ở dưới Bình Dương, thì đang ở Bình Dương mới dời lên Sài Gòn chung với con luôn. Là mỗi một ngày chồng con phải đi làm từ Tân Phú chạy ra tới Bình Dương rồi tối đi về. Là tụi con sống khoảng một năm, khi mà tụi con học xong ra nghề luôn á, ra nghề make up luôn, là con ở tụi sống khoảng một năm. Thì bùng dịch luôn là bắt đầu con mới về quê trước. Còn chồng con thì bị nhốt lại ở trong Bình Dương 2 năm tại vì dịch đó, không cho ra khỏi công ty cũng không về được. Xí xí anh hỏi chú hỏi cái câu này, chú muốn đào bới lại chút xíu nha. Từ mày chuyển qua thành anh em ha, rồi bây giờ từ cái thân mật á, người từ bình thường là nó rất là bình thường, nắm tay va chạm nó rất bình thường, nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên á, nó như thế nào? Cái nụ hôn đầu tiên nó diễn ra như thế nào? Và nó có lãng mạn không? Chắc hài dữ lắm chứ lãng mạn gì. Hai đứa bạn chơi nhau từ nhỏ hiểu không? Cái tự nhiên giờ hung kỳ ấy. Không môi đâu. Không môi đâu. Rồi lúc làm sao đâu kể cái chắc vui lắm á. Cường kể hay là vợ kể đây? Thôi cho vợ con kể. Sao nhớ không? Dạ bữa đó đó con nhớ là bữa đó là đưa con đi về. Bữa đó đưa đi về, đi làm, con đi làm xong rồi rước đợi rước con về thì cũng tới 9 giờ con mới tan. Xong rồi con mới đi về, cái đưa về tới nhà, cái xuống cái con kêu gọi về đi. Cái bắt đầu đứng hoài luôn mà đứng mà dòm vậy nè, dòm vô trong nhà coi mẹ con ở đâu. Cái bắt đầu con nói, ủa, con mắc cái gì mày không về, mày đứng hoài vậy, mày đi về chứ tao đi vô nữa. Chứ, cái nói, lại nó nghe nè, lại đây nó nghe nè. Cái cậu nói, cái vụ gì thì nói đi, lại đây. Cái bắt đầu chả hung một cái, bắt đầu cái đề xe lên xe đi về mất tiêu luôn. Mà hung má hung môi. Dạ đi hung môi xong rồi về mất tiêu luôn. Mà nhanh không? Chớp nhanh luôn chớp nhón. Làm mà tao nói chưa kịp nhìn nữa là ở đây đề xe là đi về mất tiêu luôn rồi đó. Cái đó là hửi môi chứ không. Hung giống như là hung lén xong phải chạy liền nó sợ rồi nó thay đổi ý kiến nó quýnh như gì đó. Điều đóng dấu vậy đó. Đúng rồi. Ủa nhưng mà lúc đó là đã thân mật lắm chưa? Dạ lúc đó là có nghĩa là đã quen rồi, đã quen với cái mối quan hệ là mình yêu nhau rồi chứ mình không còn là bạn nữa. Dạ nhưng mà thì từ nào giờ mình đi chơi thì mình cũng nắm tay, mình cặp kè rồi là chuyện bình thường. Nhưng mà hai đứa bạn mà để mà hung nhau á là nó là một cái chuyện đó, nó rất là nó hề hước. Dạ đúng rồi, nó hề hước. Nhưng mà cái lúc mà nó phóng xe đi rồi lúc đó con đứng lại cái cảm giác con sao? Dạ mà con lúc đó con thấy mắc cười. Nó con thấy là thì nhưng tại vì dạ mình biết là chồng của con á là một cái người nó không có một chút gì lãng mạn, nó cũng không có một cái gì mà tình tứ gì hết á. Nó thiệt thà sao nó vậy đó. Tới chừng mình thấy hung xong mới mắc cười. Xong biết lắm về mở điện thoại ra. À, thấy làm sao? Hỏi con. Thấy làm sao? Rồi con nói thấy con sao? Nói không thấy gì hết trơn. Chưa kịp gì trơn chảy mất tiêu rồi. Là nhanh quá. Dạ. Để bữa sau làm lợi nha. Còn bữa đó con về con ngủ được không? Về đó bữa đó con nhắn tin cũng cả đêm. Cả chưa đâu ngủ được đâu đúng tê không? Tê tái luôn đó. Là sau cái nụ hôn đó là cái cảm xúc về bạn này là khác hẳn đúng không? Dạ. Không có giống như ngày đi học nữa đúng không? Dạ. Tự nhiên giờ có một cái gì đó nó ngộ ngộ đúng không con? Đúng không? Thấy nó lạ lạ. Lạ lạ. Như vậy sau là sau đó là hai đứa dọn về sống chung á đúng không? Dạ đúng. Sống rồi. Chung mà có làm ăn chung không? À dạ không, lúc đó thì tụi con chưa có kinh doanh như bây giờ. Cái nghề của tụi con là tụi con mới phát triển là từ hồi hết dịch á, là khoảng một năm nay thôi. Còn hồi lúc đó sống ở trên Sài Gòn là con ban ngày thì con đi học make up, còn chồng con thì đi làm ở Bình Dương. Xong rồi cái tối về thì hai đứa là mới ở chung là đi vòng vòng rồi chơi gì đó. Thì để con học xong cái make up của con á thì con tính là ra nghề. Sau đó thì con cũng mua máy mua ảnh các kiểu để tính là chồng con là sẽ không đi làm nữa. Chụp hình. Thì dạ đúng rồi, chụp hình đó, hai đứa là dự tính như vậy. Nhưng mà cuối cùng á là cái nghề nó không chọn mình.
Dạ cuối cùng là mình bẻ tức là hai đứa hùng với nhau. Lúc đó là ông nghỉ Bình Dương. Dạ lúc đó về vẫn chưa đỉnh... tại vì tụi con không có vốn, tức là chồng con phải đi làm rồi mới sắm đồ từ từ, tại vì máy ảnh đồ thì nó mắc lắm, mấy chục triệu lận, rồi đi làm sắm từ từ với mỗi lần là lãnh lương sẽ sắm một cái ít ít vậy đó. Rồi cuối cùng lại là không được. Dạ đúng rồi, cuối cùng thì lại là không làm. Thì nói tóm lại là hai đứa quen nhau vậy là gia đình rất là đồng ý đúng không? Có ngăn cản gì không? Dạ lúc đầu á thì bên mẹ bên ba mẹ con cũng nói là giống như là bạn bè mà để mà giống như mẹ con cũng khuyên là ví dụ như phải suy nghĩ cho kỹ, tại vì á từ một cái bạn á mà mình lên tình yêu thì được, nhưng mà từ cái tình yêu á mà mình hạ xuống làm cái tình bạn á thì không được. Mẹ nói thí dụ như đừng có nghĩ là tại vì mình mến nhau quá rồi mình đến với nhau, phải thật sự là yêu nhau. Mẹ nói là nếu như mà mày không khéo á là coi như mày với nó không còn làm bạn được, thì nếu như mà ông ấy thì từ chối khéo. Mẹ nói vậy, còn nếu như mà xác định mà đã yêu rồi á thì là hai đứa đi luôn, tại vì cũng hai bên cũng biết nhau hết trơn rồi. Là có nghĩa là xác định rồi á là hối đám cưới luôn đó phải không? Bên ba má con cũng vậy gì? Dạ. Tại vì gần nhà cũng gần. Vậy hả? Rồi vậy là sao? Cái đợt đó là cưới luôn hả? Hay sao? Dạ không. Tức là tụi con quen nhau cũng tới nay cũng từ lúc yêu tới nay chắc cũng 6 đến 7 năm rồi. Mà tụi con mới cưới hồi tháng 9 năm rồi Dạ. Mới đây thôi. Dạ đúng rồi. Tụi con mới cưới đây thôi. Tức là tụi con là chỉ có về Sài Gòn, về tụi con về thành phố Hồ Chí Minh là làm chung cái công việc làm make up với là nhiếp ảnh thôi đúng không? Hay là sau đó là có quay lại Sài Gòn nữa? Dạ không, từ cái đợt dịch đó là con học ra nghề xong là tới đùng dịch luôn thì á là lúc đó là con mới về quê, còn chồng của con á thì vẫn tiếp tục vẫn đi làm ở Bình Dương. Tại vì định đi làm là kiếm một số vốn nữa thì mới về, tại vì đồ dụng cụ mua rất là nhiều tiền. Cái sau đó thì đi làm ở Bình Dương là chồng con ở đó luôn, coi như là ổng mới về được luôn. Thì con ở dưới này thì bắt đầu là dịch tới thì con mới bắt đầu buôn bán, thì dịch cái bắt đầu con mới nghĩ thấy là buôn bán đồ ăn được quá, thì mới đầu con mới nhập cơm chế trà bông, con nhập bánh đó, con đi giao ở vòng nội ô vậy đó. Rồi xong rồi bắt đầu con mới chuyển qua là mình nhập bánh tráng. Thì từ lúc đó là con bắt đầu bán trên những cái sàn TikTok rồi đó, là bắt đầu con quay, con like, lúc đó là bắt đầu con phát triển. Thì khi đó là con bán một ngày cũng vài trăm đơn. Thì lúc đó thì chồng con vẫn ở Bình Dương hỗ trợ, tức là chồng đi làm xong rồi tới khuya vẫn lên máy tính làm đơn xong rồi gửi cái mã đơn đó về cho con để con in ra con dán lên hàng. Đó tức là hai đứa đồng hành với nhau như vậy. Thì cuối cùng á là hết dịch thì có hai đứa mới bàn bạc nó là làm cho người ta hoài thì cũng vậy. Thì cái mộng của hai đứa là mình muốn khá hơn, mình muốn phát triển hơn, thì bắt đầu là quyết định nghỉ. Thì lúc đó là chồng của con mới nghỉ luôn, tức là hết Tết, vừa Tết lãnh tiền công ty rồi xong là nghỉ luôn, là hai đứa bắt đầu về làm luôn. Làm luôn tới nay lúc tới đó, nay luôn được. Dạ, lúc đó là tự nhiên mình lại quyết định mình nghỉ một cái công việc mà trước giờ là mình làm, mà bây giờ mình nghỉ thì mình chuyển một cái công việc đó là đi làm phụ vợ mình đó. Lúc đó có cảm thấy tiếc nuối không? Có đắn đo không? Đó cũng có. Tại từ lúc mà con nghỉ còn làm tới lúc nghỉ là cũng gần nửa năm mới quyết định. Tại vì lúc đầu thì ngày làm mình làm chỉ có vài chục đơn thôi. Thì con vừa gửi đơn về cho vợ ở đây cho đóng đơn để gửi cho bên vận chuyển á. Thì từ từ cái số lượng đơn nó nhiều lên ngày 300, rồi 500, rồi 700. Rồi vợ con làm đâu nổi nữa. Nên hai đứa mới bàn bạc là thôi quyết định là nghỉ công ty để lấy số vốn nó về. Rồi bây giờ trung bình là ngày nhiêu đơn? Dạ, bây giờ thì có ngày ế thì cũng 300, 500, còn ngày nào nhiều thì cũng 1.000 hơn. Cả ngàn đơn luôn. Không lẽ giờ chuyển qua bán bánh tráng trộn thì có thiệt á. Bánh tráng phơi sương. Bánh tráng phơi sương. Ha. Cái khoảng thời gian mà hồi năm ngoái là cái khoảng thời gian đỉnh điểm là cái món mà nó hot lên á, là một ngày tụi con nổ 5.000, 7.000 đơn. Trời sao mà chạy kịp? Dạ, nhân viên của tụi con là 20 mấy đứa. Nhân viên là tụi con tuyển liên tục 20 mấy đứa. Tuyển xong rồi nghỉ, tuyển xong rồi nghỉ, đặng là phải chạy. Nhưng là người ta làm chạy đơn như mình nó làm không nổi luôn á. 20 mấy người mà lúc đó làm là từ sáng là tụi con là 7 giờ là con đã mở ra con phải làm. Con kéo cho tới tối 8 giờ là mới bắt đầu đóng. Là con cũng sợ hàng xóm mà cái tiếng băng keo á nó kéo, con sợ hàng xóm người ta phiền hà. Dạ đúng rồi, phiền hà mình á. Mà thôi vậy chúc mừng hai đứa quá rồi. Có nghĩa là bây giờ tụi con á, cuộc sống á, là đầy đủ ha, rồi có thể lo được cho gia đình hai bên luôn đúng không? Đó. Thôi giờ vô cái phần kia vô đi. Vô kia đi chị ơi. Như vậy là vui vẻ quá rồi. Như lại Thanh Mai Trúc Mã là cũng hiểu nhau quá rồi. Thì chắc về nhà ở với nhau mới 9 tháng chắc chưa có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có đầy luôn. Có đầy luôn. Dạ. Cho chồng chồng nói trước đi nãy giờ nó căng thẳng đó. Con nói trước làm gì có sự ấm ức nhẹ đúng rồi. Chắc ở nhà chắc tại vì cái phận á, cái phận cũng là chắc cũng là cũng dưới cơ này chủ đúng không? Đó dưới cơ cho nên ấm ức lắm. Bữa nay khui đi con. Đó.
có sao bao con? Nhiêu tật xấu. Vợ con nó còn dữ không? Dạ, móc lại cái dữ của nó từ mười mấy năm trước á con. Đó. Dạ, đã từng đánh đã từng đánh đàn chị thì ở nhà. Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn dưới không? Đó. Dạ có. Trời, vợ con hung dữ lắm. Nói tiếng trước tiếng sau là bập con rồi. Ủa sao con luôn hả? Dạ, thêm một cái nữa là vợ con là... nói chung là làm cái công việc này thì chết rất là nhiều. Có những ngày ế hay là này kia nữa là vợ chỉ một mình thôi. Chỉ như tìm ra cái giải pháp, không có nói với con, không có tâm sự. Chừng nào mà tìm ra được rồi mới bay lại kêu anh vậy nè em tính vậy nè nhưng mà tự tính. Dạ tự không. Tính xong rồi xong mới lại nói với con là như vậy coi được hay không. Rồi con cũng không thèm nói chuyện luôn. Rồi quay ra hai đứa cãi nhau, mới nói câu trước câu sau bay lại bụp con rồi. Bụp luôn. Rồi có bụp lại không? Dạ không. Mà bụp vậy đó là bụp nặng không? Hay là bụp yêu thôi? Thì nói chung là quýnh cũng vui, quýnh cho vui vậy đó. Là cái... vợ con như vậy là có một cái tật gọi là vũ nữ đó, đúng không? Người ta là vũ phu, còn vợ con là vũ nữ. Ôm, cái gì cũng ôm vô rồi tự suy nghĩ rồi tự tìm ra rồi mới xong rồi mới nói với con. Tự mệt, đúng không? Tự mệt, tự áp lực, tự cọc, tự nổi điên. Rồi tự đánh chồng luôn. Dạ. Con kể coi cái lần mà nó đánh con mà mà con bất ngờ nhất là cái lần nào? Có cái lần đó là con nhân viên con nó làm sai đó, con mới la nó. Cái bắt đầu tối lên phòng hai vợ chồng cãi nhau. Cãi qua cãi lại con đang nằm cái bay lại quất con vô đây nè, hai bê sườn nè. Đau luôn. Con chạy xuống con mét mẹ. Mẹ con hay mẹ? Mẹ vợ, tại con ở nhà bên đây để làm, thuận tiện để làm á. Rồi mẹ vợ con sao? Binh con hay là binh vợ con? Con cứ nói ăn xuống, con nói mẹ giờ nó quýnh con đau quá, chắc mày đi chụp CT quá. Rồi mẹ sao? Mẹ nói, trời mày đi chụp đi, đem cái tỏ thuốc gì đây. Mẹ trả tiền. Chứ giờ mà không biết nói sao, tại vì mẹ quen rồi. Tối tao nghe đùng đùng là mẹ biết ở trên đó là làm gì trở này đó. Trời thương quá. Vậy là mẹ lúc nào cũng chuẩn bị một cái số vốn để cho nó đi chụp CT uống thuốc á. Ồ nhưng mà nè, bây giờ mới đánh hay là trước đây đã đánh rồi? Dạ mà bây giờ mới đánh. Hồi trước con có nhớ là cái ngày đám cưới á, con có bị ba đánh không? Dạ không. Không có đánh đúng không? Dạ không. Đó, bây giờ mới đánh. Dạ. Tức là từ 9 tháng đổ lại đây khi mà con đã trở thành chồng của người ta đúng không? Thì lúc đó con mới bị đánh đúng không con? Dạ. Đó, tội nghiệp ghê không? Hồi đó là lúc trước khi lấy con là ốm hay mập? Dạ, ốm, cũng ốm y chang vậy đó. Đánh ghiếc mà dạ. Nhỏ lớn nổi. Rồi hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Cũng đang để. Là được quyền đánh nữa đó, nó đánh. Tới khi nào nó có em bé chắc hy vọng là nó ngừng á con. Tại vì mệt quá, không đánh nữa. Ủa sao? Mà đánh ngày nào cũng đánh luôn, đánh mà không có chừa ngày nào luôn hả con? Bữa nào nó cáo lên Tết đánh có đánh rồi. Không? Lễ Tết nó có cử cho con 3 ngày Tết không? Tết nhất gì cũng vậy nè con. Tết nhất cũng như ngày thường. Trời ơi, có lúc nào mà con nổi cơn điên con đòi chia tay với nó không? Dạ có. Chia tay thì ai dạ, đó? Có, lúc mà mùng 4 Tết gom đồ luôn. Dạ đi lên sách 4-5 cái bọc bỏ đồ vô đòi đi về nhà mẹ. Tại sao? Dạ, tại con quýnh. Quýnh cái tổn thương quá rồi. Đầu năm đầu tháng bị đánh. Dạ. Trời nó muốn khóc luôn kìa, nó xúc động kìa. Thiệt. Cũng như nhìn được đôi mắt xúc động á. Dạ con như là nhà của con á thì ở ngay thành phố. Thì khi mà con làm nó sẽ thuận tiện cho shipper nó đi vô nó lấy hàng. Còn nhà chồng con á thì ở rìa vô chút xíu chạy vô khoảng 10-12 cây nữa. Thì cho nên là tụi con quyết định là chọn cái nhà của con ở ngoài này để mà hai đứa làm cho thuận tiện. Đó, xong rồi bắt đầu hôm Tết đó là hai bên ba mẹ đi chơi hết trơn. Xong cái hai đứa ở nhà, cái con mới đòi đi Cần Thơ. Cái nó không chịu, chồng con không chịu. Chồng con nói giờ này nắng nôi đi bển làm gì, có gì đâu chơi mùng 4 Tết. Mà nguyên một năm làm là tụi con chỉ có thể nghỉ được mấy bữa Tết thôi. Chứ tụi con đâu có nghỉ được bữa nào. Là phải làm xuyên suốt. Cái xong cái bắt đầu cái con kêu hoài không đi mà nằm ôm điện thoại hoài. Cái bắt đầu con giận. Con giận lên bắt đầu là con quýnh. Con quýnh con nói hả, lúc mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Tới bây giờ là đối xử như vậy đó. Xong cái bắt đầu hả cũng cự lên. Bắt đầu là con bay vô con quýnh liền, cự con là con quýnh. Con nói hả bây giờ đối xử như vậy đó, không có ai ở nhà, bắt đầu ăn hiếp rồi này kia. Cái bắt đầu đùng 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 giận lên. Nói con mày hả, mày không phải là vợ tao. Mày quýnh tao như là hả con không đẻ vậy, mày không phải vợ tao. Xong đi lên lấy 4-5 cái bọc bự bự vậy nè. Mở tủ ra gom đồ, gom nón, gom giày. Giày sắp xuống. Dạ. Cái nó nói bây giờ tao không ở với mày nữa, tao đi về nhà tao. Nó nói con vậy nè. Chồng con nói đi về nhà tao. Cái nói cái con nói vậy nếu mà mày đi về thì mày điện cha mẹ mày qua đi. Tại vì bây giờ mình cưới hỏi có cha mẹ thì thôi bây giờ tao điện cha mẹ tao về. Cái bắt đầu tao không cần điện, tao tự giải quyết. Chồng con nói con vậy đó. Tự về luôn. Dạ tao tự giải quyết. Nhưng mà trải nghiệp bây giờ chú hỏi nè. Tại sao, chú hỏi thiệt nha. Tại sao con không phản kháng lại? Tại sao con không như chống cự lại? Mà con đứng im để cho vợ đánh?
Tại vì con thương nó quá. Thương quá. Tại vì thương quá. Chứ cái cơn nó lên nó giọng một cái cách là coi như xong hàng rồi, đúng nhưng mà, không? Nhưng mà nhiều lúc á có nhân viên hay hoặc là có hàng xóm này đó rồi. Cái thân trai của mình á, con cảm thấy con bị tổn thương không? Nhân viên con thấy biết nó quen luôn rồi. Mỗi lần mà hai vợ chồng con mà cãi lộn là nhân viên con nó ra sao hết. Nó đi hết như nó không nghe, hết, không biết gì hết. Quen rồi. Nó còn cá cược nữa đó cô Dân. Dạ nó gần sao nó cá cược đó cô. Nó nói là bây giờ mày bắt ai? Rồi nói giờ tao bắt chị Duyên, còn mấy đứa nó tao bắt anh Nghiệp. Cá cược luôn cô. Nhưng mà cô hỏi này rồi sao, ngoài cái tật mà nóng tánh nó ra thì nó còn cái tật gì nữa không? Còn cái tật nữa nè. Mỗi lần mà chết vô là con thấy vợ con cầm cái điện thoại lên. Cầm điện thoại lên là con mệt rồi đó. Tại vì cầm, không cầm điện thoại lên là 5-7 ngày sau là shipper tới nó kiếm con không à. Sao vậy? Đặt đồ. Mua đồ chị chết lên mua đồ dữ lắm. Ồ, oh, tức là bà xả stress bằng cách là bà mua đồ trên shop, mua đồ online đó em. Ồ, đỡ con. Một lần vậy là con trả hết nhiêu tiền? Cũng là cũng tùy cũng nhiều lắm mà. Mỗi ngày là phải từ 5 tới 7 người lại giao một cục hẹn vậy cũng phải là bèo lắm, cũng phải 500, 700. Tại sao bà không trả mà để con trả? Dạ. Bởi vậy tiền con là làm xong lấy hết mà tới thanh toán là con phải trả tiền. Có tiền đâu trả? Tiền của con lấy ở trên mấy cái shop vậy. Vợ nó stress đó em. Nó không cần biết, nó chỉ biết nó đặt đơn cho nó đã rồi nó bớt stress thôi. Ai trả tiền kệ. Nhưng mà sau khi nhận mấy cái đồ đó rồi, con thấy vợ con có thay đổi trạng thái không? Có còn stress vui không? Dạ không, nó nhận đồ, nó mua đồ là nó thích lắm. Vui. Vợ con mua đồ là vui, nhưng mà mỗi lần chị chết mà mua đồ rồi chở đi chơi cho nó giải tỏa, nó đi ra ngoài để giải tỏa vậy đó là về sẽ bình thường lại. Cái cách mà giải stress của vợ con là con phải trả tiền. Dạ. Chứ vợ con trả tiền là nó stress nặng hơn, đúng không? Hả? Rồi bây giờ tới còn cái nào nữa không? Dạ. Chắc hết rồi. Tạm hết hả dạ, con? Hả? Ừ. Vì trong hai cái đó con mong vợ con thay đổi cái gì cho thay đổi luôn đi em thôi, sẵn dạ. Chồng nó đang hứng thú dạ. Nói vợ con đề nghị vợ con thay đổi cái gì? Chắc là đề nghị vợ con là bớt giữ lại. Bớt đánh con lại là được. Bớt đánh con lại đúng không? Còn mua đồ cũng là tiền của vợ con, tại vì tiền về đó cũng lấy tiền cũng con đem ra con mua thôi. Cái kia kệ nó, đúng không? Kệ mua thì con cũng lấy tiền nhưng mà dạ. Ý là vậy nè. Con có nhắn với vợ con luôn, nếu mà em bớt đánh anh lại, chứ để đến lúc mà anh dằn không được á, anh quánh lại em một cái, lỡ em thương tích gì á thì là anh hối hận lắm đúng không? Dạ. Đó, con nói với nó đi. Con nói với nó đi. Nói đi. Nhìn mặt con sợ. Thiệt. Nói đi, cơ hội đó. Thì giờ anh mong là mốt em mà có giận bớt đánh anh lại. Hay đừng đánh anh nữa. Dạ. Đó, đừng đánh anh nữa. Dạ. Phải rồi. Nói tiếp theo phần sau nó mới sợ. Nói đi. Dạ mà lỡ mà không mình đánh mà anh mà bữa nào mình có nóng lên thì anh không có kìm được là anh không biết cái hậu quả gì sao nữa nghe em. Thôi thôi thấy chưa đó, nó phải nói vậy vợ nó mới sợ. Rồi đó, phần của chồng. Bây giờ tới con đó. Ổng có tật xấu gì không? Hay là thấy ổng hiền quá à? Dạ, thấy hiền khô gì chồng đó. Chồng con hiền nhưng mà chú Thuận thấy vậy chứ cọc lắm. Cọc dạ, tính lắm à, nhân viên nhà của con á nha. Sợ chồng hơn sợ con. Tuy là cái miệng con bếp xếp con vậy đó nhưng mà không sợ. Nhưng mà ha, làm mà thí dụ đơn từ nha, là chỉ cần ha, nó vô kiểm, chồng con vô kiểm đơn. Ví dụ như hôm nay in 1.000 đơn, nhưng mà sau khi giao shipper á, người ta báo cáo lại ví dụ như có 999 đơn đi, còn gớt một đơn kiếm không ra đi, nhân viên làm mất là bắt đầu là tới số nhân viên liền đó. Là cọc rồi đúng dạ, không? Dạ cọc liền đó. Dạ là bắt đầu ha, là ít nói lắm nhưng mà đi xuống là bắt đầu nhìn một cái là nhân viên con là nó sợ liền. Nó bắt đầu hỏi là phải đi tìm không ra là trừ tiền. Là sẽ trừ cái tiền đó vô tiền lương. Đó là nhân viên của con là cứ chạy theo, chị cứu em với. Chị cứu em với, rất là cọc. Nhưng mà có một cái nữa là cô chú biết không, khi mà cọc á không có kìm được cái lời nói của mình á, nên nhiều khi á, nhiều khi là nói ra là tối lên phòng là con cự là con đánh lộn với nhau vụ đó. Nhiều khi tại mà nói là anh thuê nhân viên, mình bỏ tiền ra mình thuê, tụi nó cũng mới có 18-19 thôi. Thí dụ như cái gì mình dạy nó chứ mình không được nặng lời. Thì chồng của con nhiều khi á là cọc á, cái bắt đầu nặng lời với nhân viên á, nói nặng lời con không chịu. Con nói mình cái gì mình từ từ mình dạy, mình không có nặng lời với nó. Tại vì nhân viên là mình phải dạy, mình phải từ từ, mình đào tạo từ từ chứ. Đó xong bắt đầu cự lộn. Nói tóm lại là chồng con cọc. Dạ, con nhớ cọc. Nghe dạ. Nó đã cọc với con cái lần mà nặng nề nhất á, là nó cọc cỡ nào? Cái lần mà nặng nề nhất luôn đó là hai đứa mà cự lộn đó là đập đồ. Là họ đợt đang cầm gì trên tay con không nhớ ta. Cái cục gì hay là cái nắp điện thoại gì đó. Mà bắt đầu là cự lộn là con đánh á, con đánh là bắt đầu tức quá. Bắt đầu á hả là la là trời đất ơi. Là bắt đầu cầm cái cục đó là giục xuống đất vậy đó nghe. Rồi bắt đầu hả đứng dậm bịch 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 vậy đó.
Dạ chứ không có đụng gì tới con hết. Là chưa đụng đó phải không? Chưa đụng đó. Dạ chưa, không đụng gì tới con hết. Là bắt đầu là hả, làm đùng 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 lên mà cái mặt là nhìn thấy là tức xanh mặt bại hết trơn luôn đó. Là lúc đó là con thấy dữ nhất. Thấy dữ quá thì thôi cái mình cũng ngồi im. Mình cũng ngồi im. Hey, nói gì nói làm gì ngồi, con cũng ngồi im nha. Tại vì con biết trời ơi chuyến này không được rồi. Mình là cương lên là chết. Cọc coi như là thể hiện luôn. Dạ. Chứ không có kiềm chế. Dạ. Đúng không? Dạ. Tại vì kiềm chế là em là nó mệt đó. Dạ. Là nó mệt lắm á nghe, lên dạ. máu đó. Đó. Rồi bây giờ còn cái tật gì nữa? Không, hỏi thì có bao giờ cọc với mẹ của mẹ vợ chưa? Dạ ở có. Trong nhà vậy có nhiều khi cọc với mẹ vợ chưa? Dạ có. Có cãi không? Dạ có cãi nhau. Dù gì kể nghe coi. Cái đợt con mới gần đây nhất thì con với mẹ vợ cũng có cãi nhau. Dù gì con? Buổi đó là nhớ là con lúc đó là con đi tắm. Buổi chiều đi tắm thì ở đây con đang tắm ở trong nhà tắm là con mới vô à. Ở ngoài đây nghe cha với mẹ là chạy là sạch lên sạch thì nói này nó tắm lâu thì kia đang buổi chiều là mấy đứa nhân viên nó lại nó làm nó bán quán cho con nữa đó. Thì nó cũng vào nó tắm ở trong đó. Thì con mới vô mà cha mẹ không biết tưởng con vào lâu rồi nói này nó lâu lắm này. Rồi hồi con vừa ra con tức quá con đi ra. Mẹ con mới nói là đàn ông trai gì vô nhà tắm tắm lâu ngủ chổng luôn. Con mới nói là con mới vô mà chứ con hồi nãy giờ con chưa có tắm, con chưa gọi đầu luôn, con nghe mẹ nói con đi ra luôn nè. Cái con mới cũng bạo lên, con nói là mấy mốt con không có tắm rửa gì nữa trơn á, con ở dơ luôn. Cái mẹ mới nói là mẹ dơ kệ mày. Mẹ không tắm kệ mày chứ tao có gì đâu mà tao mày nói. Bắt đầu mẹ mới giận. Mẹ giận mẹ không nói chuyện với con mấy ngày. Vậy hả? Dạ. Đó là cái lần mà cặp với dạ. mẹ coi như là con có tắm luôn. Đã vậy không tắm luôn. Không mẹ tắm. Nó ui mày tắm cờ không tắm cờ luôn chứ trời. Mày hôi mày hôi mày vợ mày hửi chứ bộ tao hửi ha. Vậy thôi đó. Cặp nhất với mẹ luôn dạ. đó. Giận bây giờ thì mấy sao? Ngày á cô, hai ngày con giận mấy ngày. Bây giờ thì sao? Hết chưa? Dạ hết, tại mẹ không tính vậy chứ tính nóng. Con tự động làm quà hay sao? Dạ. Con xin lỗi mẹ con. Thì có nghĩa là chắc chắn con sẽ giận chồng con mấy ngày luôn đó. Dạ đúng rồi. Dễ gì không giận. Con đợi mẹ chồng con ra. Chứ cha chồng con ra con mét liền. Con chạy theo con mét liền. À, rồi hả lúc mà cự lộn con nói vậy nè, mẹ đừng làm con nóng. Nói đó, với cái mẹ câu đó mẹ mới giận đó. Đúng rồi, câu đó mẹ mới giận. Ông kể mà ông kể chưa hết. Ông kể chưa hết. Mẹ đừng có làm con nóng nha. Mẹ đừng làm con nóng nha. Chính cái câu đó mà mẹ con nóng đó. Đúng rồi. Xong cái bắt đầu hai mẹ con hả không ai nói chuyện với ai luôn. Con bắt đầu con đợi. Mẹ con là tại vì là mẹ chồng của con, cha chồng con là thường là tối nào cũng ra hết trơn á. Ra dù cắt xài, cắt cóc con làm bán bánh tráng trộn, ché trộn đó rồi bào xài, rồi lặt rau đâm, rồi là phụ. Đó nên anh đợi con đợi vừa ra tới là con mét liền. Dạ con chạy theo con mét liền. Xong rồi cái bắt đầu hả mẹ chồng con theo xin lỗi mẹ con, nói là coi nó từ từ dạy vậy đó chị xui ơi này kia. Xong cái bắt đầu hả con mới nói là bây giờ á mẹ cứ vô mẹ xin lỗi mẹ tôi đi, chứ mẹ không xin lỗi mẹ tao là tao không nói chuyện với mày luôn, chứ sao mày nói mẹ tao vậy. Cái bắt đầu hả xong cái tới khoảng dọn dẹp quán trên khoảng 11 giờ. Cái con gình nha, cái con thấy mẹ con đang lau nhà, cái bắt đầu ổng đi theo sao ổng chích tao đít vậy nè, cái em đi tới, cái em quay vô, cái em đi ra, cái em nói mẹ xin lỗi đi, cái bắt đầu chạy lại khiều vô eo mẹ con. Đừng giận nữa nha. Dạ, xin vậy lỗi thôi mẹ đó hả? Dạ xin lỗi mẹ vậy đó. Là mẹ, chồng con chỉ chồng con chỉ có một cái tật là cọc thôi hả? Dạ đúng rồi, chỉ có một cái tật là cọc mà giống như không có kìm được mình á cô. Còn như... trong nhà việc được. Nhà thì sao, có bừa bộn, có bày hầy, có ở dơ gì không? Dạ không, tính chồng con thì kỹ lắm. Nhưng mà từ lúc mà về sống chung với con thì hết kỹ luôn rồi. Thấy con giục đổ đó là chạy lại giục y chang vậy luôn. Chà, như vậy là khai luôn rồi đó. Bả còn cái tật bừa bộn nữa. Đúng không? Dạ. Ổng cũng bừa bộn luôn. Con mà để đây là cũng để theo y chang con vậy đó. Rồi con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ tức là con muốn là chồng của con là bớt cái giống như khi mà mình nóng tính là mình phải kiểm soát được cái từ ngữ của mình, chứ mà không phải mình nóng tính rồi mình có thể thốt ra được những cái từ, tại vì khi mình nói xong rồi mình đâu có rút lại được đâu. Đúng rồi. Giống người nghe thì người ta đã nghe xong rồi, mình không có rút lại được, cho nên là cái tính đó nó phải dằn lại bớt, mình nói gì mình phải suy nghĩ mới được chứ. Cô hiểu rồi, có nghĩa là cọc thì cọc, nhưng mà cho dù con có bực mình mấy đi chăng nữa, con phải chú ý cái từ ngữ của mình đó, đúng không? Dạ. Mình xài nhiều khi những cái từ làm cho người ta bị tổn thương á, là sau này là mình hối hận thì cũng đã lỡ rồi, đúng không? Nói như mẹ đừng làm con nóng lên nha. Kiểu là mốt là né mấy cái chữ tương tự kiểm soát vậy. Lời nói rồi. Ừ, cặp này nó cũng ấy quá. Dễ thương quá. Nó dễ thương quá. Nó trẻ quá, cũng đang công việc cũng đang thuận lợi nữa. Thôi thì bây giờ trước khi chia tay, chúc thôi em chúc đi. Thì chú Quốc Thuận cũng chúc cho hai vợ chồng con nha, sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. Mọi người sẽ bớt một chút ha, bớt một chút rồi hiểu nhau hơn để mà còn có em bé nữa chứ. Chúc cho hai vợ chồng trong năm nay thôi, hoặc là đầu năm sau sẽ có tin vui. Em bé sẽ đến với hai vợ chồng.
Dạ. À, vui cửa vui nhà. Dạ. Và làm ăn phát đạt nha. Dạ. Dạ.